Cả nhà, hôm nay thì kênh Đại TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái kết quả của hiệp 1 trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel gặp câu lạc bộ Tottenham Hotspur trong khuôn khổ tứ kết 4 của vòng chung kết cúp quốc gia năm 2022-2023 vừa mới kết thúc. Và hiệp 1 trận đấu này thì có kết quả là cả hai đội đang còn cầm chân nhau với tỷ số là 0 đều, đang còn hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Ở cái hiệp 1 thì diễn biến là phần nửa thời gian đầu của hiệp 1 thì Tottenham định có phần là thi đấu tốt hơn, nhưng mà ở cuối của hiệp 2 thì là Viettel đã có những cái đáp trả và thi đấu tốt hơn so với Tottenham định. Kết quả thì ở hiệp 1 ở phút thứ 22 thì Viettel có một cái pha đá phạt, cú sút của Cai Quê đưa bóng đi trúng cột dọc, may mắn đã mỉm cười với lại là Đặng Văn Lâm và câu lạc bộ Bình Định là không có bàn thắng cho câu lạc bộ Viettel nha quý vị. Đó là cái tình huống đáng chú ý nhất ở trong hiệp 1, và cái chỉ số mà hai bên đã tạo ra đều là 50-50. Bên phía Bình Định thì sút bóng 4 lần, bên phía câu lạc bộ Viettel cũng sút bóng 4 lần. Và đây là một cái trận đấu có cái thế trận cân bằng giữa hai bên. Và hy vọng rằng hiệp 2 sẽ có bàn thắng và trận đấu sẽ hấp dẫn hơn so với lại là hiệp 1. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, like, comment, share để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349, hoặc giả là quý vị và các bạn cũng có thể là kết bạn Zalo với Thai TV để được tư vấn miễn phí và được giảm giá đến 20% giá trị sản phẩm đối với tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua. Và bây giờ xin trân trọng kính chào.